Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ hai ngày 20 tháng 3, chương trình Thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên 21 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án và kiểm sát. Tuổi trẻ Thái Bình khát vọng và cống hiến chung sức xây dựng tỉnh Thái Bình giàu mạnh phát triển là chủ đề của hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với đoàn viên thanh niên diễn ra vào sáng mai. Được sống trong tình yêu thương, sự quan tâm, sẻ chia, những người xa lạ trở thành người thân một nhà, đó chính là hạnh phúc giản đơn của nhiều người tại Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội Thái Bình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai quyết định số 90 của Ban Bí thư ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong công an tỉnh, thành phố. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Dự tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các đại biểu được nghe quán triệt quyết định 90 của Ban Bí thư, đánh giá một năm thực hiện nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quán triệt nghị quyết số 16 của Đảng ủy Công an Trung ương về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đề nghị cần tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc, đầy đủ việc xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây không chỉ là nhiệm vụ riêng của Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Công an các tỉnh, thành, mà là nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân. Đảng ủy Công an các tỉnh, thành phố phải tích cực phát huy vai trò tham mưu cho Đảng về chủ trương, đường lối, chính sách bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án và kiểm sát. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Dự phiên chất vấn có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Dự tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Huy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, các đại biểu Quốc hội tiến hành chất vấn Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí một số nhóm vấn đề về lĩnh vực tòa án và kiểm sát như giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án, nhất là vụ án hành chính, vụ án hình sự về kinh tế tham nhũng, việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Với tinh thần trách nhiệm cao, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã trả lời chất vấn giải trình về những vấn đề có liên quan, làm rõ những chất vấn đại biểu Quốc hội nêu. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao sự nghiêm túc tinh thần cầu thị của ngành tòa án và ngành kiểm sát nhân dân, khẳng định hai ngành có vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm hệ thống pháp luật được thực hiện nghiêm minh, góp phần tích cực vào công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đồng chí nhấn mạnh, với tinh thần xây dựng, tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau, phiên chất vấn lần này là dịp để các trưởng ngành cung cấp đến công chúng, cử tri những thông tin chính thống về kết quả công tác của ngành mình, đồng thời khẳng định vị trí vai trò của ngành tư pháp đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, đòi hỏi trong giai đoạn mới, nhất là phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành cơ bản mục tiêu xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của tổ chức cá nhân, như nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Trung đảng khóa 13 đã xác định. Kết thúc phiên chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết để làm cơ sở thực hiện và giám sát. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai 21 tháng 3 sẽ diễn ra hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với đoàn viên thanh niên tỉnh Thái Bình với chủ đề Tuổi trẻ Thái Bình khát vọng và cống hiến.
chung sức xây dựng tỉnh Thái Bình giàu mạnh phát triển. Đây không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng, mà còn là diễn đàn để tuổi trẻ có cơ hội bày tỏ những suy nghĩ cũng như những tâm tư nguyện vọng của mình tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Ghi nhận của phóng viên thời sự trước ngày diễn ra sự kiện quan trọng này. Tham dự hội nghị tiếp xúc, các đoàn viên thanh niên sẽ được trực tiếp đối thoại, bày tỏ những suy nghĩ mong muốn của mình với thường trực tỉnh ủy. Đây cũng là dịp để đoàn viên thanh niên tìm hiểu và nắm bắt sâu hơn các chủ trương chính sách của tỉnh, từ đó xác định rõ hơn vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ trên con đường lập thân lập nghiệp và phát triển của tỉnh. Một cái diễn đàn để cho tuổi trẻ công an tỉnh chia sẻ được cái khát vọng, được cái mong muốn, được cái sự cống hiến cũng như là cái trí tuệ của tuổi trẻ công an tỉnh trong cái công cuộc xây dựng và phát triển quê hương. Đây là một chương trình thể hiện cái sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối với đoàn viên cũng như là thanh thiếu nhi tỉnh nhà. Và em hy vọng là qua cái chương trình này thì sẽ là một cầu nối để đoàn viên thanh niên chúng em có thể bày tỏ được những tâm tư nguyện vọng đối với những vấn đề mà thanh niên đang quan tâm và để phát triển công tác đoàn hơn nữa. Đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức, vì vậy để hội nghị đối thoại lan tỏa mạnh mẽ, Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng đã chỉ đạo các tổ chức đoàn cơ sở khảo sát lấy ý kiến kiến nghị của đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh, đồng thời chuẩn bị tốt các nội dung của chương trình đối thoại. Công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của tuổi trẻ Thái Bình thì cũng đang được tích cực triển khai và cũng cơ bản đã hoàn thành. Về công tác tuyên truyền thì chúng tôi cũng đã đa dạng cái hình thức tuyên truyền trên các cái trang mạng xã hội và nhằm tạo sự chuyển biến, đổi mới, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh tham gia. Hội nghị đối thoại sẽ diễn ra vào sáng ngày mai 21 tháng 3 năm 2023 tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, đồng thời được phát trực tiếp trên các nền tảng Facebook, fanpage của đoàn thanh niên từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở. Đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Thái Bình chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, để khởi nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, thế hệ trẻ thanh niên rất cần nguồn vốn. Những năm qua, Đoàn Thanh niên huyện Vũ Thư đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Bình thực hiện ủy thác cho vay với các đối tượng đoàn viên thanh niên. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm cho nhiều lao động. Từng là Phó Bí thư Đoàn Thanh niên của huyện, với ý chí vươn lên khởi nghiệp, phát triển kinh tế, anh Nguyễn Văn Huỳnh đã được vay 150 triệu đồng từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội ủy thác qua Đoàn Thanh niên. Anh Huỳnh đã đầu tư máy móc, mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh đồ gỗ của mình. Hiện nay, cơ sở của anh Huynh đã phát triển ổn định, thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho hơn 20 lao động tại địa phương. Khi mới khởi nghiệp thì vốn liếng không có, mình phải xoay chạy, mua từ cái vật liệu nhỏ nhất đến lớn nhất, nó đều cần những đồng vốn. Và đặc biệt là rất may là trong thời gian đấy thì được anh em trên huyện đoàn ủng hộ, hỗ trợ cái một nguồn vốn nhất định để gia đình có cái điều kiện sản xuất rồi xây dựng quy mô được như hôm nay. Năm 2019, sau nhiều năm làm công nhân tại một công ty sản xuất đồ chơi, tích góp được nhiều kinh nghiệm và có khát vọng làm giàu, anh Quân lại quyết tâm về chính mảnh đất quê mình lập nghiệp. Thời gian đầu khó khăn chưa có vốn, thông qua tổ chức đoàn, anh đã được vay 50 triệu đồng. Có vốn, anh bắt tay ngay vào làm, thành lập mô hình sản xuất đồ chơi bằng gỗ. Cái thời gian đầu thì vào sản xuất thì đúng là cũng rất là doanh nghiệp nào cũng vậy thôi. Nó cũng rất là khó khăn về nguồn vốn thì cũng rất là may và cũng rất là kịp thời. Cơ sở đoàn để tạo điều kiện giúp đỡ vay vốn một cái nguồn vốn với cái giá rất là ưu đãi. Đó chỉ là hai trong số nhiều thanh niên được hỗ trợ vay vốn thông qua tổ chức đoàn để có điều kiện lập thân, lập nghiệp, phát triển kinh tế. Hiện nay, ở Vũ Thư cũng đã thành lập được câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp. Huyện đoàn chúng tôi thì cũng đã có rất là nhiều các cái ban hành rất là nhiều các kế hoạch, các cái hướng dẫn và các cái chương trình để cho hỗ trợ cho thanh niên trong khởi nghiệp và lập nghiệp, đặc biệt là làm giàu chính đáng trên quê hương địa phương, cũng góp phần cho không nhỏ trong cái vai trò của đoàn thanh niên trong cái việc là xây dựng kinh tế chính trị xã hội của huyện Vũ Thư ngày càng phát triển. Có thể thấy rằng sự tích cực, chủ động trong thực hiện công tác nhận ủy thác vốn vay với Ngân hàng Chính sách Xã hội của huyện Đoàn Vũ Thư đã góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm trên địa bàn huyện, đồng thời hỗ trợ các đoàn viên thanh niên xây dựng các mô hình kinh tế để lập thân, lập nghiệp, vươn lên làm giàu, đóng góp vào sự phát triển chung của huyện. Các tin tiếp theo sẽ có trong chương trình. Những tư liệu hiện vật trưng bày tại Bảo tàng tỉnh đem đến cho người xem những hình ảnh chân thực sinh động về quê hương Thái Bình anh hùng trong cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc và đầy nội lực trong công cuộc đổi mới phát triển.
được sống trong tình yêu thương, sự quan tâm, sẻ chia, đó chính là hạnh phúc giản đơn của nhiều người tại Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội Thái Bình. Tăng cường kỷ cương kỷ luật của công chức trong quản lý thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Đây là một trong những giải pháp của Chi cục Thuế khu vực Quỳnh Phụ Hưng Hà phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo đó, Chi cục chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến các chính sách thuế mới, tăng cường cán bộ xuống cơ sở, phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền, ngành liên quan, kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nuôi dưỡng nguồn thu, thực hiện tốt chính sách miễn giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, theo quyết định 01 của Chính phủ. Kiểm tra giám sát, cập nhật chính xác nghĩa vụ kê khai nộp thuế của các doanh nghiệp, xử lý các đơn vị chậm nộp kê khai, tăng tỷ lệ hồ sơ nộp đúng hạn, giảm chậm nộp. Tập trung truy thu nợ động thuế. Tính từ đầu năm đến nay, Chi cục thu nộp ngân sách nhà nước gần 300 tỷ đồng, đạt hơn 30% dự toán pháp lệnh giao. Sáng nay, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và đồn cửa khẩu Cảng Diêm Điền tổ chức trao tặng áo phao và cờ Tổ quốc cho một số ngư dân huyện Thái Thụy. Đoàn đã đến thăm trao tặng 10 áo phao, 20 cờ Tổ quốc, đồng thời tuyên truyền cho ngư dân các quy định của pháp luật về bảo vệ chủ quyền biển đảo, qua đó nhằm nâng cao hiểu biết, tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định pháp luật Việt Nam và nước ngoài về khai thác thủy hải sản trên biển, cũng như trách nhiệm trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới, động viên khích lệ giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Nhằm tôn vinh cũng như lan tỏa tình yêu với hội họa, Hội Văn học nghệ thuật Thái Bình kết hợp với Trung tâm Triển lãm Mỹ thuật và Điện ảnh Hải Phòng tổ chức triển lãm Thái Bình miền phù sa. 74 tác phẩm của 37 họa sĩ được chọn lọc kỹ, có nhiều tác phẩm đã đạt giải qua nhiều cuộc thi trong nước và quốc tế được trưng bày tại triển lãm. Các tác phẩm của các họa sĩ đa dạng về chủ đề phong cách, thể hiện vẻ đẹp vùng đất con người Việt Nam trên nhiều chất liệu như màu bột, giấy gió, acrylic, ghép gốm, sơn mài, ghép vải. Một số họa sĩ được nhiều người biết đến như họa sĩ Đỗ Như Điềm, Cao Tuấn Việt là những người thành công trong sáng tác tranh cổ động, họa sĩ Hoàng Công Tản với những tác phẩm ấn tượng về chân dung Bác Hồ và đại tướng Võ Nguyên Giáp với chất liệu gốm. Bên cạnh đó có nhiều sáng tác của họa sĩ trẻ, mạnh mẽ và phóng khoáng. Triển lãm đánh dấu bước tiến trong hội họa của các họa sĩ về vùng đất Châu Thổ được bồi đắp bởi phù sa màu mỡ thuần khiết và giản dị chân chất, nơi hội tụ và lan tỏa sắc thái văn hóa văn minh của vùng Châu Thổ Bắc Bộ. Sáng nay, Ban Liên lạc Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đầy huyện Đông Hưng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng trở về. Tại buổi gặp mặt, 45 hội viên đại diện cho hơn 200 hội viên của Ban Liên lạc trên địa bàn huyện Đông Hưng đã cùng nhau ôn lại ký ức về những năm tháng gian khổ tại nhà tù Phú Quốc. Chính trong bóng tối của địa ngục, những người tù Cộng sản đã tôi luyện ý chí cách mạng, vững tin theo Đảng. Sau ngày chiến thắng trở về, vượt qua nỗi đau thương tật, hoàn cảnh khó khăn, các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày trên địa bàn huyện Đông Hưng luôn phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu, xung phong đi đầu trong các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương. Nhiều tấm gương tiêu biểu đã đóng góp công sức trí tuệ, góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội địa phương, mãi mãi là tấm gương giáo dục truyền thống yêu nước, truyền lửa cách mạng cho các thế hệ trẻ hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong số gần 300 tư liệu hiện vật, hình ảnh được Bảo tàng tỉnh chọn lọc trong trưng bày Thái Bình trong dòng chảy lịch sử, nhân kỷ niệm 133 năm ngày thành lập tỉnh, phần lớn là do các cựu chiến binh và nhân dân Thái Bình hiến tặng. Nhiều hiện vật vô cùng quý giá và có ý nghĩa lịch sử, khẳng định công lao đóng góp của quân và dân Thái Bình trong sự nghiệp đấu tranh và giải phóng đất nước. Chiếc mũ xe tăng này cùng trên 80 tài liệu hiện vật như hòm đạn, tống xích xe tăng, cờ lê, xà beng, vỏ đạn là kỷ vật quý giá của những người lính xe tăng, đại tá Bùi Đình Nho. Bao năm qua, ông đã gìn giữ coi như báu vật một thời hoa lửa của ông và đồng đội. Nhưng nay, hiểu rõ được giá trị lịch sử của những giá trị hiện vật đó, nên ông Nho đã quyết định trao tặng cho Bảo tàng tỉnh để lưu dấu ấn của Thái Bình trong dòng chảy lịch sử. Để cho bảo tàng hàng ngày hoàn thiện hơn, ngưỡng mộ với cái tinh thần đó, tôi cũng đóng góp một số hiện vật nhỏ bé của mình để góp phần làm cho bảo tàng chúng ta phong phú hơn và phản ánh gần đầy đủ hơn quá trình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh của địa phương. Trong quá trình sưu tập tài liệu, Bảo tàng tỉnh Thái Bình còn may mắn nhận được nhiều hiện vật quý có giá trị lịch sử từ những người dân trao tặng.
đây là những hiện vật có giá trị, ghi dấu ấn từng thời kỳ lịch sử của Thái Bình. Làm lăng mộ cho các cụ, thấy cái hiện vật nào cái nào tiền đồng xu, một nọ tiền đồng xu là 21 cân 5 lạng. Thế là cũng báo cáo với văn hóa xã rồi là văn hóa của huyện tỉnh, thế là về cũng tôi cũng gia đình cũng nhất trí là hiến cho bảo tàng tỉnh cái để lưu giữ lại để cái nghiên cứu. Đây cũng là một cái báu vật nên là chúng tôi đã đồng tình với cái việc như vậy là cái hiến tặng cho bảo tàng. Mà chúng tôi lên đây là thấy hôm nay trưng bày cái Thái Bình trong dòng chảy thì chúng tôi thấy là rất là tự hào về con người mảnh đất Thái Bình. Tài liệu hiện vật mà bảo tàng tỉnh tiếp nhận nhân kỷ niệm 133 năm ngày thành lập tỉnh thì đây là khối tài liệu hết sức là có giá trị về mặt lịch sử và văn hóa và có ý nghĩa trong giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng cho các thế hệ nhân dân người Việt Nam nói chung trong tỉnh Thái Bình nói riêng, nhất là thế hệ trẻ. Nhờ những tư liệu hiện vật do các cá nhân đơn vị trao tặng, cùng với sự tâm huyết, dày công sưu tầm của cán bộ công nhân viên Bảo tàng tỉnh Thái Bình trong nhiều năm qua, đã và đang góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị di sản, làm phong phú cho nội dung trưng bày tại bảo tàng về mảnh đất con người Thái Bình trong dòng chảy lịch sử, đặc biệt trong dấu mốc 133 năm thành lập tỉnh Thái Bình. Chuyển sang các tin tức khác. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 20 tháng 3 là ngày quốc tế hạnh phúc. Đây là ngày được Liên Hợp Quốc chọn để tôn vinh phát triển và nâng cao hạnh phúc trên toàn cầu. Với nhiều người, hạnh phúc là đạt được những mục tiêu hay thành công to lớn. Nhưng với không ít người, hạnh phúc rất đơn giản. Mời quý vị cùng đến với câu chuyện hạnh phúc giản đơn của những con người đang sống tại Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội Thái Bình. Những mảnh đời bất hạnh này đã nương tựa vào nhau. Thứ họ trao đi không có giá trị về vật chất, mà đơn giản là những lời hỏi thăm, là cùng bước đi bên cạnh nhau mỗi buổi chiều. Với họ, vậy là hạnh phúc. Gần 200 đối tượng đang được nuôi dưỡng tại trung tâm, mỗi người có hoàn cảnh éo le khác nhau. Người khuyết tật, người cô đơn không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi. Họ đến với trung tâm, được chăm sóc và cùng nhau tạo nên mái nhà chung ấm tình người. Tôi cảm thấy vào đây thì là cái sức khỏe của tôi rất là tốt và rất là hạnh phúc vì được là cán bộ và nhà nước chăm nom chúng tôi từ ăn, ngủ, thuốc men, giờ giấc nghỉ ngơi. Nên là chúng tôi rất là phấn khởi mà được chia sẻ cùng với các cụ, cùng với cái lứa tuổi của mình, cùng với hoàn cảnh của mình. Nhà đảng và nhà nước quan tâm đến những cái hoàn cảnh như tôi, đi đến đây được gặp tất cả các chị em đều cái hoàn cảnh như tôi để tâm sự với nhau, để hiểu rõ được cái cuộc sống của nhau, để giúp đỡ nhau. Người còn sức khỏe chăm sóc và giúp đỡ người yếu và quây quần bên nhau như một gia đình, cùng nhau sẻ chia những vui buồn. Còn với đội ngũ những y bác sĩ điều dưỡng thì lấy chữ tâm chữ đức để thực hiện trách nhiệm của mình. Mỗi người đều ý thức như chăm sóc người thân trong gia đình của mình. Trao yêu thương thì mình sẽ nhận được lại yêu thương. Đấy, thì làm sao cho đó bà con cảm thấy không cái hoàn cảnh của mình đã vất vả như thế rồi thì bà con mình chia sẻ cái tình cảm thì bà con cảm thấy ấm lòng. Thấy ở trong trung tâm như một cái ngôi nhà của mình để mà họ cũng có yên tâm để họ sinh sống một quãng đời ở trung tâm một cách tương đối là vui vẻ, hạnh phúc. Được sống trong tình yêu thương, sự quan tâm, sẻ chia. Những người xa lạ trở thành người thân một nhà, yêu thương nhau như người thân trong gia đình. Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội Thái Bình trở thành ngôi nhà chung ấm áp để mọi người ở đây được sống trong niềm yêu thương và hạnh phúc. Hiện nay trên địa bàn huyện Kiến Sương có 27 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Qua kiểm tra đã phát hiện cả 27 cơ sở đều không bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật. Các lỗi vi phạm chủ yếu: không đủ tài liệu trong hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Cửa thoát nạn, lối thoát nạn, cầu thang thoát nạn không đủ kích thước, số lượng theo quy định. Vật liệu ốp tường, cách âm phòng hát làm bằng vật liệu dễ cháy. Trang bị, lắp đặt hệ thống phương tiện phòng cháy chữa cháy không đủ theo quy định.
Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động một cơ sở, tạm đình chỉ hoạt động đối với một phần của hai cơ sở, tạm thu hồi 4 giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với 4 cơ sở, kiến nghị 26 cơ sở tạm dừng hoạt động để khắc phục các tồn tại, thiếu sót về phòng cháy chữa cháy trước khi hoạt động trở lại. Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn này là thời điểm khó khăn với nhiều doanh nghiệp trong nỗ lực tìm kiếm đơn hàng, giữ chân người lao động. Tại huyện Thái Thụy, tổ chức công đoàn nhiều doanh nghiệp đã phối hợp với ban lãnh đạo công ty cùng chung vai sát cánh vượt qua khó khăn, đảm bảo duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động. Xác định người lao động là vốn quý, doanh nghiệp này đã một mặt mở rộng các thị trường, tìm kiếm nguồn đơn hàng, một mặt tạo môi trường làm việc vui vẻ để người lao động yên tâm gắn bó với công ty. Một môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp và môi trường vui vẻ, người lao động đến làm việc với tinh thần là vui vẻ, sau đó ra về cũng phải vui vẻ. Nếu như có được một thu nhập ổn định và tiền thưởng cao thì người lao động ta sẽ tình nguyện và sẽ tới công ty làm việc. Đấy là lý do mà tôi muốn người lao động biết được và người ta sẽ gắn bó với công ty. Những tác động của nền kinh tế như lạm phát và lãi suất tăng cao cùng sự khó khăn của nhiều lĩnh vực ngành nghề khiến nhiều đơn hàng ở nhiều doanh nghiệp sụt giảm. Nhưng khó khăn cũng đồng nghĩa với bản lĩnh của mỗi doanh nghiệp được thể hiện. Nhiều giải pháp được đưa ra, trong đó ngoài mở rộng thị trường là vấn đề chữ tín và chất lượng sản phẩm. Các tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp ở huyện Thái Thụy đã trở thành cầu nối trung gian để kết nối giữa doanh nghiệp với người lao động, đồng thuận tiếng nói chung cùng doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn. Công ty cũng đang tìm kiếm các cái nguồn hàng mới, rồi các cái đối tác mới, ví dụ như là xuất đi thị trường Đài Loan, xuất đi thị trường Mỹ. Thì ban lãnh đạo công ty hiện tại là tổng giám đốc đang luôn luôn là tìm kiếm các cái đơn hàng mới để tránh cái tình trạng là công nhân không có việc làm. Giám đốc công ty sẽ đảm bảo cho những đơn hàng có đơn hàng ổn định và tất cả những cái phúc lợi cho anh chị em, tiền tăng xăng xe này, tiền chuyên cần này, nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi này, để đảm bảo cho các anh chị em mức lương ổn định đều có hàng tháng từ 7 triệu đến 10 triệu. Huyện Thái Thụy hiện có hàng trăm doanh nghiệp. Trong định hướng chung, Liên đoàn Lao động huyện đang tiếp tục tuyên truyền vận động để các doanh nghiệp thành lập tổ chức công đoàn. Khi tổ chức công đoàn đi vào hoạt động, sẽ hỗ trợ doanh nghiệp rất nhiều trong việc kết nối với người lao động, tìm tiếng nói chung và xây dựng doanh nghiệp phát triển. Hiện nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới thì theo cái kế hoạch thì trong năm nay là Liên đoàn Lao động huyện sẽ thành lập 5 công đoàn cơ sở với 1.000 đoàn viên. Và chính cái lực lượng này cũng sẽ góp cái phần tạo cái động lực để thúc đẩy cái kinh tế xã hội của huyện cũng như giải quyết cái công an việc làm cho lao động trên địa bàn của huyện. Thách thức vẫn đang ở phía trước, nhưng sự đoàn kết giữa doanh nghiệp và người lao động sẽ tạo động lực để tìm hướng phát triển cùng vượt qua khó khăn, mà tổ chức công đoàn chính là cầu nối trung gian hiệu quả, tạo ra thống nhất đoàn kết chung này. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTVGo hoặc trên trang fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.